Lòng biết ơn là một trạng thái cảm xúc. Cái việc biết ơn đấy nó đến từ cái việc đó là em hiểu giá trị của một ai đó, của một thứ gì đó. Khi mà em hiểu giá trị của một người và những cái gì người đó làm cho mình, em hiểu giá trị của nó thì lúc đó em mới biết ơn được. Ví dụ như cuộc sống xung quanh thì em sẽ có lòng biết ơn với cuộc sống. Em hiểu giá trị của ba mẹ đối với cuộc đời của mình thì em có lòng biết ơn đối với ba mẹ. Em hiểu giá trị của một người nào đó giúp đỡ mình thì em bắt đầu phát sinh lòng biết ơn với người đó. Bố mẹ của chúng ta sinh chúng ta ra, chúng ta là những thứ mà họ yêu nhất trong cái cuộc đời này. Và cái điều mà họ mong muốn nhất đó chính là chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt đẹp, nó hạnh phúc. Thì họ sẽ cảm thấy vui và yên bình cũng như cảm thấy hạnh phúc. Thì khi mà chúng ta chưa có tiền bạc, chúng ta làm họ hạnh phúc hơn bằng lời nói và hành động. Chúng ta nên sử dụng những cái ái ngữ đối với bố mẹ của mình. Kiểu như là con yêu mẹ, con nhớ mẹ chẳng hạn. Và nói chuyện với họ thường xuyên hơn. Còn bằng hành động, nó có thể về nấu ăn cho ba mẹ chẳng hạn. Hoặc là phụ việc cho ba mẹ chẳng hạn. Hoặc là cố gắng nỗ lực lên trong cuộc sống để báo hiếu ba mẹ chẳng hạn. Và họ sẽ vui hơn rất nhiều khi mà em mua một thứ gì đó cho họ. Tại vì cái họ cần đó là họ cảm nhận được cái tình cảm của con cái mình dành cho ba mẹ. Và cái họ cần đó là họ cảm nhận được con cái của mình nó có chí hướng rồi và nó có sự rõ ràng về tương lai của nó rồi. Ba mẹ sẽ yên tâm. Và từ đó thì ba mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thì đó là một cách để thể hiện lòng biết ơn đối với ba mẹ. Dạ. Chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Become a Man in My Way số thứ 4. Tôi là Minh Minh và người cùng đồng hành với chúng ta, thầy Dương Xuân Phi. Dạ em chào thầy ạ. Chào em. Thầy có khỏe không ạ? Thầy hơi mệt. Hơi mệt. Đến hôm nay là số thứ 4 thì thầy có cảm nhận như thế nào về chương trình của 3 lần quay trước? Cũng khá lên một chút. Thầy có suy nghĩ gì không? Mọi cái hành trình đều rất là gian nan và vất vả. Hôm vừa rồi á, thì em có lên mạng và tìm hiểu dạo gần đây nó có thấy mọi người đang nhắc về một cái từ khóa gọi là lòng biết ơn. Hôm nay thầy có thể cho em hỏi được cái số đầu, câu đầu tiên đó là lòng biết ơn là gì? Và vậy lòng biết ơn được xuất phát từ đâu không ạ? Hai câu hỏi trừu tượng ha. Ok, nhưng mà trước khi trả lời thì mình uống ly rượu đi. À, dạ vâng, thì quên không giới thiệu với ekip chương trình, với thầy hôm vừa rồi em có chút quà mang lên. Thầy cho em mượn ly vậy. Lần đầu tiên... Đấy, dạ, em mời thầy. Ok, cảm ơn. Vừa cái mic thì thầy thông cảm giúp em nhé. Ok. Mời cả ekip và chương trình. Em mời thầy. Okay. Thầy có cần em nhắc lại câu hỏi không? À, ok, em nhắc lại một câu thôi. Dạ. Câu bắt đầu một câu hỏi thôi. Dạ. Lòng biết ơn là gì? Lòng biết ơn là một trạng thái cảm xúc mà em có. Dạ. Khi em nhận được một cái giá trị nào đó từ người khác cho mình và em hiểu được cái giá trị đó. Em thấy cảm thấy biết ơn khi nào? Khi mà một người nào đó làm cho em điều gì đó, đúng không nào? Em cảm thấy biết ơn vì những cái thứ mà mình nhìn nhận về cái xung quanh cuộc sống, ví dụ biết ơn cuộc sống. Thì cái việc biết ơn đấy nó đến từ cái việc đó là em hiểu giá trị của một ai đó, của một thứ gì đó. Có nghĩa rằng khi mà em hiểu giá trị của một người và những cái gì người đó làm cho mình, em hiểu giá trị của nó thì lúc đó em mới biết ơn được. Có nghĩa là khi có một cái điều gì đó tác động vào mình và mình cảm thấy có giá trị với bản thân mình thì mình cảm thấy biết ơn, đúng không? Mình phải nhận thức được cái giá trị đó thì mình mới sinh ra lòng biết ơn từ đó. Có nghĩa là khi nào mà em hiểu được cái giá trị, ví dụ như của cuộc sống xung quanh thì em sẽ có lòng biết ơn với cuộc sống. Em hiểu giá trị
của ba mẹ đối với cuộc đời của mình thì em có lòng biết ơn đối với ba mẹ. Em hiểu giá trị của một cái người nào đó giúp đỡ mình. Dạ. Em hiểu. Thì em bắt đầu phát sinh lòng biết ơn với người đó. Thì lòng biết ơn, nói chung là lòng biết ơn, đó là cách mà thầy định nghĩa. Dạ. Ừ. Còn câu thứ hai là gì? Vậy thì lòng biết ơn được xuất phát từ đâu? Lòng biết ơn được xuất phát từ trí tuệ. Dạ. Như thế này, nếu em không có trí tuệ, em sẽ không cảm nhận được cái giá trị mà cuộc sống xung quanh mang lại. Và khi em không cảm nhận được cái giá trị của cuộc sống xung quanh thì em không bao giờ có lòng biết ơn cả. Dạ. Vậy lòng biết ơn được xuất phát từ trí tuệ. Phải có trí tuệ thì em mới có lòng biết ơn, bởi vì lòng biết ơn là một đức tính của mọi đức tính. Nó là đức tính gốc của tất cả mọi đức tính. Và khi em có nó thì em mới xây dựng những đức tính tốt đẹp khác được. Dạ. Vậy thì như thầy nói, thầy chốt lại vấn đề đó là lòng biết ơn xuất phát từ trí tuệ. Và như ở chương trình lần trước ấy, thì mình có lòng biết ơn và tình yêu thương, thì nó có chút gì đó liên hệ với nhau không thầy? À, lòng biết ơn là một biểu hiện của tình yêu thương. Vẫn là sự kết hợp của tình yêu và trí tuệ đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà nó ở một cái dạng, có nghĩa là cảm thấy giá trị từ những điều xung quanh mình. Đúng rồi. Dạ. Và cái tiếp theo đó là một người có lòng biết ơn tác động như thế nào tới cuộc sống của chính họ và những mối quan hệ xung quanh. Nếu một người có lòng biết ơn á, cuộc sống của họ sẽ khác lắm. Cuộc sống của họ sẽ rất là khác. Mọi thứ đối với họ đều rất là thuận buồm xuôi gió. Nó giống kiểu như là được nâng đỡ vậy. Bất cứ một người nào có một lòng biết ơn sâu sắc thì họ đều là những con người có một cái đức tính vô cùng tuyệt vời. Bởi vì chỉ cần biết một người có lòng biết ơn thì chắc chắn các người đó là một người tốt đẹp. Vậy có thể ví dụ như một người thấy cuộc sống của họ luôn luôn suôn sẻ thì chắc chắn họ có lòng biết ơn đúng không? Ví dụ họ chia sẻ với lại mình là cuộc sống của, ví dụ ông bạn của tôi, ví dụ ông bạn của em, ví dụ một người bạn của em. Em xin lỗi thầy, là ví dụ một người bạn của em đó, là họ chia sẻ với em là ok Minh ơi, dạo này cuộc sống của tao cảm thấy nó cứ êm đềm và suôn sẻ, làm cái gì đâu cũng được, làm gì cũng gặp may mắn. Và thì không biết là đó có phải là một cái biểu hiện của một người có cái lòng biết ơn không thầy? Nên em nói là nó có phải là biểu hiện của một người có lòng biết ơn à? Chắc chắn đó là một biểu hiện mà chúng ta có thể, ví dụ cuộc đời của một người mà mọi thứ nó rất là suôn sẻ. Dạ. Thì chắc chắn là người đó có lòng biết ơn nhiều đó. Dạ. Chắc chắn là thế. Lúc nãy là mình trả lời xong cái nếu một người có lòng biết ơn thì cuộc sống của họ sẽ luôn luôn là những cái điều tốt đẹp. Một cuộc sống của họ được rộng mở và mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng ngược lại, một người không có lòng biết ơn thì cuộc sống của họ sẽ đi về đâu và cuộc sống của họ sẽ trở nên như thế nào ạ? Nếu một người không có lòng biết ơn thì cuộc sống của họ sẽ thực sự rất là bế tắc. Cái biết ơn cuộc sống á. Dạ. Cái biết ơn cuộc sống nó sẽ giúp em yêu đời. Yêu đời. Còn biết ơn con người á, nó sẽ giúp em có tình yêu. Thì một cái yêu đời, một cái có tình yêu. Nói chung là nếu em biết ơn thì cuộc sống của em nó mới tích cực. Và tích cực thì nó sẽ hấp dẫn những điều tích cực khác. Giống như trong, nếu mà đặt vào trong trạng thái tình yêu thì em nhìn thấy mọi thứ đều đẹp. Đúng thì rồi. Thì có thể gọi đó là trạng thái biết ơn được không thầy? Biết ơn là trong tình yêu nó có cả cái trạng thái biết ơn đó rồi. Dạ. Em dạ, hiểu. Và em cảm thấy nhiều lúc đi nhìn đâu mình cũng thấy là mọi thứ đều đẹp thì. Bởi vì em cảm thấy đẹp bởi vì trong trái tim em có tình yêu.
Có sự biết ơn, đúng không? Biết ơn cuộc sống, biết ơn mỗi sáng thức dậy. Thì rõ ràng là chúng ta, nếu mà chúng ta biết ơn mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta, mỗi khi chúng ta thức dậy, thì cái hạnh phúc nó lại tràn ngập trái tim của em. Và một người có cái điều đó thì chắc chắn họ sẽ sống một cuộc sống rất là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà cũng nhá, trong cái mà một cuộc đời của một người ấy, thì nó cũng có những lúc thăng lúc trầm đúng không thầy? Ví dụ như có cuộc sống của một người có những cái giai đoạn đang chuẩn bị, đang bị tệ đi ấy, đang chuẩn bị gặp những cái biến cố chẳng hạn, thì có phải họ không có lòng biết ơn không thầy? Họ có lòng biết ơn chứ, nhưng mà vấn đề cơ bản là con người ta có những, có người có lòng biết ơn rất là nhiều và có người có lòng biết ơn đôi chút. Vậy thì trong những giây phút mà họ thiếu lòng biết ơn thì nó lại tạo ra một cái nhân duyên khác và nó tạo ra một cái kết quả khác. Có nghĩa là cái người đó họ vẫn biết ơn nhưng đôi lúc họ lại không biết ơn. Họ chưa chắc là biết ơn hết cả mọi thứ. Em có thể suy nghĩ như thế này đúng không? Tại là những cái bế tắc, những cái biến cố đến đó đến để thử thách cái sự biết ơn của họ. Những cái biến cố đó tới để dạy họ một điều gì đó. Nếu mà họ không nhìn ra những cái biến cố đó có nguyên nhân từ đâu thì rõ ràng rằng là họ không thể thay đổi cuộc sống của họ được. Vâng, em cảm ơn thầy. Vậy okay. Thì em xin phép được hỏi câu tiếp theo. Vậy thì cái lòng biết ơn nó tốt như thế thì cách mà để mình nuôi dưỡng và phát triển lòng biết ơn và làm thế nào để nó không bị mất đi không thầy? Mọi thứ trong cuộc sống này đều liên quan với nhau hết. Và như thầy hay dạy em á, tất cả những câu trả lời của thầy đều liên quan với nhau hết. Vì nó hướng đến cái tư duy gốc nên là mọi thứ đều liên quan nhau hết. Như lúc nãy thầy nói, lòng biết ơn xuất phát từ trí tuệ. Em phải có trí tuệ thì em mới có lòng biết ơn được. Vậy thì cách nuôi dưỡng nó, việc đầu tiên đó là em cần phải học nhiều, đọc nhiều. Thì lúc đó trí tuệ của em mới phát triển đúng không nào? Em suy nghĩ sâu thì trí tuệ của em mới bắt đầu phát triển. Thì khi trí tuệ của em phát triển đó, thì em nhìn nhận cái hành động của người khác, nhìn nhận cái mà người ta làm cho mình. Sạc. Em hiểu được cái giá trị sâu xa của những hành động đó một cách sâu sắc. Và khi đó thì lòng biết ơn hình thành. Vậy thì việc đầu tiên để phát triển lòng biết ơn đó là phát triển trí tuệ. Cái thứ hai đó là phải gia tăng trải nghiệm. Tại vì trải nghiệm á, nó có cái trải nghiệm nhiều khi mà chúng ta va vấp vào rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta mới hiểu được giá trị của cuộc sống đúng không? Khó khăn thì mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, mình cảm nhận nhiều hơn đúng không? Mình trực quan hóa cái những kiến thức. Mình có cái trải nghiệm, nói chung là cái phải gia tăng trải nghiệm. Dạ. Tại vì như thế thì em mới hiểu được giá trị. Bởi vì mình ví dụ như là cái người, tức là mình có nhiều trải nghiệm thì mình hiểu những cái gì mà người khác đã trải qua. Thì khi hiểu được những gì người khác đã trải qua thì mình sẽ hiểu được cái giá trị mà người ta mang lại đến cho mình. Tại vì ví dụ như thế này chẳng hạn, giả sử như mình là, ví dụ thầy là một người kiếm tiền khá là khó khăn. Dạ. Đúng nào. Khi mà em cũng kiếm tiền khó khăn như thầy, và một ngày đẹp trời mà thầy có vợ, tức là thầy muốn gọi là mượn em tiền, xong là mặc dù là em có ít tiền nhưng em vẫn cho thầy mượn. Và vì thầy hiểu được cái giá trị của cái sự khó khăn mà thầy đã trải qua nên là thầy sẽ hiểu được rằng là ồ, em nghèo như thế mà em vẫn giúp đỡ thầy, và thầy trân trọng điều đó bởi vì thầy hiểu những cực khổ, bởi vì thầy và em đều nghèo nên là thầy sẽ cảm nhận được cái giá trị đó. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải có cái trải nghiệm đó, trải nghiệm nghèo đó đúng không nào? Vậy thì rồi. Cái vấn đề cơ bản là gia tăng trải nghiệm sẽ gia tăng lòng biết ơn nữa. Vậy thì cô chốt lại hai thứ, đó là phát triển trí tuệ sẽ phát triển lòng biết ơn, và gia tăng trải nghiệm sẽ phát triển lòng biết ơn. Vậy okay. Làm thế nào để nó không mất đi hả thầy? Khi mà lòng biết ơn nó đã gia tăng thì nó sẽ không bao giờ mất đi. Tại vì lòng biết ơn là thứ chỉ có tăng thôi. Tại vì vấn đề cơ bản là như này, khi mà em biết ơn đúng không, cuộc sống của em lại tốt đẹp hơn. Thì em lại càng biết ơn, thì em lại càng biết ơn, và là cuộc sống lại tốt đẹp hơn nữa. Nghe cứ như chồng lại kép trong cái việc đầu tư đúng không thầy? Cứ cho là thế cũng được. Thì bây giờ lại kép trong cái lòng biết ơn trong cuộc okay. sống chúng ta, cuộc sống của chúng ta phát triển theo cấp số nhân tốt hơn mỗi ngày.
Vậy làm thế nào để mình có thể lan tỏa lòng biết ơn tới mọi người? Ví dụ như em có thể nhận thấy cái điều đó, hôm nay em được thầy chia sẻ là lòng biết ơn nó em xin được dùng ngôn ngữ của các bạn trẻ một chút, đó là nó vi diệu. Thì nó vi diệu như thế, nó tuyệt vời như thế, thì làm sao mà em cũng muốn là ok, thì những người bạn, những người anh em, những người trong gia đình cũng có biết tới cái lòng biết ơn và những cái kiến thức xung quanh nó, thì em muốn lan tỏa mọi người những cái điều đó. Thì làm thế nào để lan tỏa tới mọi người? Vì đầu tiên đó là em phải là người sống biết ơn đã. Thì nếu mà em là người sống biết ơn thì em sẽ coi là ảnh hưởng được những người xung quanh mình. Tại vì họ sẽ nhìn thấy những hành động của em, nhìn thấy con người em, vì thế họ sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giúp đỡ người khác phát triển trí tuệ thì sẽ giúp đỡ họ gia tăng cái lòng biết ơn đối với cuộc sống. Vậy thì nó có hai công việc, một là chính mình là phải biết ơn, và hai đó là dạy dỗ người khác. Tạo điều kiện cho họ có được học tập, đúng không thầy? Đúng rồi. Thầy ơi, lúc nãy em có một chút thắc mắc, đó là người biết ơn thì cuộc sống của họ sẽ có nhiều điều tốt đẹp, nhưng mà đôi khi nhá, em thấy ở ngoài kia ấy thì có nhiều người họ có sự giàu có về tiền bạc, thì nó có liên quan tới lòng biết ơn không thầy? Chắc chắn những người, đa phần những người giàu có đều có lòng biết ơn. Tại thầy giải thích cho em hiểu. Tại vì những người giàu có, một trong những khía cạnh trong cuộc sống của họ đó là mối quan hệ. Họ có rất nhiều mối quan hệ tinh hoa, có nghĩa là mối quan hệ mà có cái trí tuệ rất là tốt. Tại vì là cái sự thành công của họ đến từ trí tuệ của họ và cái mối quan hệ. Và rõ ràng để phát triển các mối quan hệ lâu bền trong làm ăn, trong cuộc sống thì họ phải có lòng biết ơn. Họ phải có bao lòng biết ơn thì họ mới có thể duy trì các mối quan hệ đó. Nên là đó là lý do mà thầy nói là tại sao mà người, đa phần người giàu đều có lòng biết ơn hết. Đa phần. Bởi vì là người giàu ngày nay nó cũng sẽ khác với người giàu ngày xưa rất là nhiều. Bây giờ người giàu họ rất là phát triển, tư duy của họ cấp tiến. Người giàu á, ngoài các cái vấn đề về làm ăn ra thì họ luôn luôn có xu hướng học hỏi và hoàn thiện. Vì thế nên là chắc chắn là người giàu là đa phần hầu hết họ đều có lòng biết ơn cả. Đó là em phải hiểu được đó. Còn trừ trường hợp những cái thứ mà làm ăn bất chấp, miễn để giàu có về tài chính thôi thì nó khác. Thì họ vẫn có thể giàu lên trong ngắn hạn nhưng mà sẽ nghèo về mặt dài hạn. Đó cũng là cái câu tiếp theo em định hỏi mà thầy trả lời luôn mất rồi. Thì em đang định hỏi là ok, những cái người mà họ thực sự là dư giả về vật chất thôi, em dư giả về vật chất thì đó, thì họ là những người ích kỷ. Thì trong tương lai thì như thầy đã trả lời mất rồi, thì em hỏi là trong tương lai thì họ sẽ như thế nào? Thì thầy trả lời là trong tương lai thì cái giàu có của họ chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Tất nhiên họ chỉ trong thời gian ngắn thôi. Câu tiếp theo em muốn hỏi thầy đó là, có một hôm qua thì trong lúc đi tìm hiểu câu hỏi ấy thầy, thì có hai cái định nghĩa, có thể là nó cũng có chút tương đồng nhưng mà em cũng đang bị phân vân, thì em muốn là nhờ thầy giải đáp giúp em. Đó là cái lòng biết ơn ấy thì chúng ta thu hút những điều tốt đẹp, nhưng có một cái quan điểm khác nữa là cái lòng biết ơn ấy thì giúp chúng ta tạo ra những điều tốt đẹp. Thì là em thấy một cái là tạo ra, một cái là thu hút những điều tốt đẹp, thì em không biết là cái này nó có giống nhau hay không, hay là nó khác nhau. Lòng biết ơn thu hút những điều tốt đẹp chuẩn. Khi em có lòng biết ơn thì em sẽ có sức hút, em sẽ có năng lượng chữa lành, mọi thứ tốt đẹp sẽ tới. Dạ. Em hút tất cả mọi thứ tốt đẹp sẽ tới. Khi một người có lòng biết ơn thì sẽ tạo ra những điều tốt đẹp. Đúng rồi, những người có lòng biết ơn thì rõ ràng là một sẽ tạo ra những điều tốt đẹp. Tại vì vấn đề cơ bản là tạo ra ở đây là khi mà họ có lòng biết ơn bên trong, đúng không nào? Dạ. Thì cái trái tim của họ sẽ hạnh phúc. Mà trái tim của họ hạnh phúc á, thì họ không làm tổn thương người khác đâu. Với trái tim đó họ sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp.
Vâng. Hai quan điểm này vậy là nó cũng... nó nói về hai cái khía cạnh khác nhau em. Chứ nó không mâu thuẫn nhau đúng không? Đúng rồi, nó nói dạ. về hai khía cạnh khác nhau. Vâng. Dạ em cảm ơn thầy. Em đúng là cũng có phần là chắc là do em cái trải nghiệm của nó hơi bị có thể là nó thiếu, thì hôm nay dưới cái góc nhìn của thầy em cũng có thêm những cái góc nhìn mới. Thì em cảm ơn thầy. Vậy thì qua việc một người nhá, một người thể hiện lòng biết ơn, làm thế nào để biết họ có biết ơn thật hay không, hay là những biết ơn đó chỉ là mang cái sự toan tính khác? Thầy nghĩ là để trở thành một người có lòng biết ơn á, thì chúng ta cũng không cần quan tâm là người ta có biết ơn mình hay không. Đó là trí tuệ. Tức là ý thầy nói là em muốn trở thành một người có lòng biết ơn, thì lòng biết ơn đó là một cái đặc tính, một đức tính tốt đẹp nhất của loài người. Dạ. Thì khi em có lòng biết ơn nó, em sẽ không có quan tâm đến cái việc tại vì lúc đó em có tình yêu, em sẽ không quan tâm người ta có biết ơn mình hay không, nên là em cũng không cần phải đánh giá làm gì cả. Dạ. Cũng không cần phải biết là người ta có biết ơn mình hay không. Vì biết để làm gì. Thực ra khi mà người ta có lòng biết ơn dạ. với em dạ. thì nó chân thành á. Dạ. Và cái người kia có trí tuệ thì họ sẽ cảm nhận được thôi. Tức là vấn đề cơ bản là, hay còn gọi là, cái gì đến từ trái tim sẽ đến với trái tim. Khi mà người ta nói cảm ơn mình mà mình cảm thấy cảm nhận được điều đó thì đó là chính xác là thật. Tại vì cái câu nói thì có thể sai nhưng tần số cảm nhận thì không sai được. Khi mà em có lòng biết ơn, nó phát ra một cái rung động, tần số biết ơn nó rất là thanh nhẹ và cao, thì cái tần số này nó sẽ giúp cho người khác có thể cảm nhận được nó, bởi vì cái họ cũng có khả năng cảm nhận tần số đó. Cái câu hỏi tiếp theo muốn hỏi thầy đó là như ở bên Nhật á, thì em cũng gặp những cái khoảng khó khăn như thế. Thì lúc đó thì em chưa hiểu, nhưng mọi người cứ bảo là mình phải biết ơn cả những cái khó khăn như thế. Thì làm sao để một người trong những lúc khó khăn như thế họ biết ơn chính những cái khó khăn của họ hả thầy? Tức là để một người ở trong khó khăn mà cảm thấy biết ơn với khó khăn đúng không? Dạ. Thì cũng lại quay lại quan điểm đó là người đó phải có trí tuệ. Tại vì thầy luôn tin vào một thứ, và thầy luôn tin vào một thứ đó, đó là trong khó khăn có cơ hội và trong cơ hội có khó khăn. Trong khó khăn có cơ hội. Vấn đề ở đây là họ có nhìn ra đấy là cơ hội hay không. Vì họ không nhìn ra đấy là cơ hội, thế nên là họ không thể biết ơn được. Nếu họ nhìn cái khó khăn đó là cơ hội gì đó, hoặc là một cái bài học nào đó, thì họ sẽ thấy biết ơn. Còn nếu mà họ không nhìn thấy cái hướng tích cực của cái khó khăn thì họ sẽ không phát sinh lòng biết ơn được. Dạ. Em có thể là cái khoảng thời gian ở bên Nhật em cũng khó khăn như thế, nhưng mà đúng thời điểm đó thì em đã được gặp thầy. Thì nhờ những chia sẻ của thầy mà em cuối bảo là ok, những cái khó khăn này chỉ là những cái mà để xây dựng cái cuộc sống của em nó tương lai nó mạnh mẽ hơn, nó tốt đẹp hơn. Thì sau này em có gặp những vấn đề đó thì em không có thể nào mà bị nó làm mệt mỏi nữa, nó làm mình khó khăn nữa. Thì Thực ra khi nào đó, một lúc nào đó em sẽ thấy, em sẽ nhìn mọi thứ trong cuộc đời, kể cả những khó khăn, nó đẹp. Chắc chắn là thế. Dạ. Bởi vì phải có trải nghiệm này, trải nghiệm kia thì nó mới là cuộc đời được. Dạ. Còn nếu không có trải nghiệm này, trải nghiệm kia thì không là cuộc đời. Dạ. Và cuộc đời nó đẹp bởi vì nó có tất cả những điều đó. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Giữa cái những bao nhiêu cái quan điểm về lòng biết ơn ở trên Internet, rồi là từ nhiều nguồn khác nhau ấy, thì thầy có bí mật gì khác về lòng biết ơn không ạ? Thầy có thể chia sẻ với mọi người được không? À, có một bí mật về lòng biết ơn. Dạ. Bí mật rất là hay về lòng biết ơn. Thì thầy có thể chia sẻ cho em và mọi người được biết không? Lòng biết ơn có thể rèn luyện. Có phương pháp rèn luyện. Thầy có thể chia sẻ thêm được không ạ? Em nghe. Đó là một chủ đề hay. Lòng biết ơn có cách để rèn luyện.
phát triển lòng biết ơn nó lên. Thầy chỉ bày cho một cách thôi, buổi tối về dạ. chỉ cần lấy một cuốn sổ ra dạ. em viết tất cả những cái thứ mà em biết ơn. Ừ. Thậm chí em tức là viết những cái gì mình cảm thấy biết ơn trước đã, và sau đó là viết những cái gì mình gần gũi với cuộc sống của mình, thậm chí là cái bút chì chẳng hạn. Dạ. Thì vấn đề cơ bản là sau đó em nói to những cái thứ đó ra, thì lúc đầu nó sẽ gọi là không có tác dụng lắm đâu em. Bị ngượng đúng không? Đúng rồi, bởi vì nó không có thật. Dạ. Nhưng mà nếu em rèn luyện cái đó hơn một năm trời thì em sẽ gọi là phát triển được cái lòng biết ơn của mình. Vâng. Còn cách để nó phát triển, bản chất của cái sự phát triển đó là việc em ý thức, tức là cái việc nói đi nói lại nhiều lần, tức là em đang ý thức được về những cái giá trị xung quanh cuộc sống của mình. Ừ. Em hình dung không nào? Và khi nhắc suốt ngày thì có nghĩa là cái ý thức đó ngày càng tốt hơn. Ừ. Mình đôi khi đúng rồi, em luôn luôn phải nhớ rằng là ok, em có một gia đình hạnh phúc chẳng hạn. Ừ. Em hình dung như nào? Dạ. Khi mình luôn ý thức về những cái thứ đó, mình hiểu được cái giá trị của cuộc sống của mình, thì lòng biết ơn bắt đầu được xây dựng lên. Dạ. Đấy là cái cơ chế mà tại sao cái phương pháp mà thầy nói phát triển lòng biết ơn được lên. Ừ. Cái phương pháp đấy là thầy suy nghĩ. Vâng, em cảm ơn thầy. Thì khá là hay. Thì mọi người nếu mà có đang xem podcast thì có thể dừng lại video một chút và nốt ra những cái điều mình muốn ơn, biết ơn luôn. Đúng không thầy? Đúng rồi em. Dạ, mà không cần phải là đến buổi tối mà có thể viết luôn, thực hành luôn cũng được. Đúng, rồi, đúng không đúng thầy? Lên dạ. làm lên làm luôn. Và em ngày hôm nay em viết đầu tiên là em sẽ biết ơn thầy vì thầy chia sẻ thêm cho em và mọi người thêm một bí mật để cuộc sống của em và mọi người cũng như là được có thể là tốt hơn. Dạ, một câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi thầy đó là đối với những đấng sinh thành của mình á, thì làm sao để thể hiện lòng biết ơn tới họ khi mà mình chưa có cái sự dư giả về vật chất. À, bố mẹ của chúng ta sinh chúng ta ra dạ. thì thầy nghĩ rằng là chúng ta là những thứ mà họ yêu nhất trong cái cuộc đời này, và cái điều mà họ mong muốn nhất đó chính là chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt đẹp, nó hạnh phúc, thì họ sẽ cảm thấy vui và yên bình cũng như cảm thấy hạnh phúc. Thì khi mà chúng ta chưa có tiền bạc, đúng không em, thì chúng ta làm họ hạnh phúc hơn bằng lời nói và hành động. Ví dụ như là chúng ta nên sử dụng những cái ái ngữ đối với bố mẹ của mình, kiểu như là ừ. con yêu mẹ, con nhớ mẹ chẳng hạn. Dạ. Và nói chuyện với họ thường xuyên hơn. Dạ. Còn bằng hành động, nó có thể về nấu ăn cho ba mẹ chẳng hạn, hoặc là phụ việc cho ba mẹ chẳng hạn. Ừ. Hoặc là cố gắng nỗ lực lên dạ. trong cuộc sống để báo hiếu ba mẹ chẳng hạn. Dạ. Thì đó là cái khi mà em chưa có tiền thì em có thể làm như thế. Dạ. Và họ sẽ vui hơn rất nhiều khi mà em mua một thứ gì đó cho họ. Ừ. Tại vì cái họ cần đó là họ cảm nhận được cái tình cảm của con cái mình dành cho ba mẹ. Và cái họ cần đó là họ cảm nhận được con cái của mình nó có chí hướng rồi, và nó có sự rõ ràng về tương lai của nó rồi, ba mẹ sẽ yên tâm. Dạ. Và từ đó thì ba mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thì đó là một cách để thể hiện lòng biết ơn đối với ba mẹ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Câu tiếp theo ạ. Làm thế nào để nhận biết một người có lòng biết ơn để chúng ta kết giao và tạo dựng mối quan hệ ngay từ lần đầu tiên? Thứ nhất, thầy hiểu cái câu hỏi của em. Dạ. Rất là khó để có thể nhận ra con người đó có biết ơn hay không biết ơn vào lần đầu tiên. Bởi vì trong cái xã hội ngày nay có rất nhiều người có những kỹ năng rất là đặc biệt về giao tiếp, và nó còn tùy vào cái việc đó là ví dụ như thầy có thể nhận ra người đó có biết ơn hay không biết ơn vào lần đầu tiên, nhưng mà cái người khác thì có thể không nhận ra, bởi vì họ phải là một người quan sát rất là tinh tế. Thì khi đó họ mới có thể quan sát được tất cả cái thứ xảy ra trong cái buổi gặp mặt đầu tiên đó. Và từ những cái phân tích đó thì họ mới có thể cảm nhận được cái, từ những cái sự hiểu biết đó. Ý thầy nói là cái sự hiểu biết về mọi thứ đang diễn ra
thì em mới có thể hiểu và cảm được cái hiểu được cái người đó có thực sự có lòng biết ơn thực sự hay không. Dạ. Còn thông thường thì rất là khó. Như thầy nói, có nghĩa là cái lòng biết ơn đó là đức tính gốc của tất cả mọi đức tính tốt đẹp khác. Vậy thì nếu mà em có khả năng nhận ra người khác có lòng biết ơn á, trong lần đầu tiên gặp mặt hay không á, thì em chắc chắn sẽ trở thành một giám đốc nhân sự tài ba luôn. Vì sao em biết không? Vì cái vấn đề là em đã nhìn thấy, tức là những cái người có lòng biết ơn là em đã nhìn thấy được, thì chắc chắn là dù họ có về chuyên môn thì mình có thể đo lường được, đúng không nào? Dạ. Nhưng là vậy thì nếu mà họ có chuyên môn cộng với cái lòng biết ơn đó thì em sẽ chắc chắn là tuyển được một nhân sự rất là tuyệt vời cho công ty của mình, em hình dung nào? Dạ. Và nên là cái đấy là một cái cả một cái ngành học ấy, học về nhìn nhận con người, em hình dung nào? Chứ nó không hề đơn giản. Dạ. Có nghĩa là có thể nhận ra vào lần đầu tiên, nhưng mà tùy vào từng người. Như lúc nãy thầy chia sẻ thì mình phát triển về trí tuệ thì cái việc nhìn lần đầu tiên này thì có gia tăng được không thầy? Được chứ em. À, dạ. Được chứ. Vâng. Thì mấu chốt vẫn là trí tuệ. Đúng rồi em. Trí tuệ. Dạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ok, cảm ơn em. Còn một câu cuối cùng, đó là tiếp tục liên quan tới thầy nữa. Đó là trên cái hành trình trải nghiệm cuộc sống của thầy từ trước tới giờ thì thầy biết ơn điều gì nhất, và những cái điều đó thì nó tác động tới thầy như thế nào? Tôi đã trải qua cuộc sống từ nhỏ đến giờ, thầy biết ơn hai thứ rất là sâu sắc. Cái thứ nhất là biết ơn ba mẹ đã sinh ra mình. Ba mẹ đã sinh ra mình. Em cũng thế. Vì như thế thì mới có cuộc sống bây giờ của thầy chứ, đúng không nào? Dạ vâng. Cái biết ơn thứ hai đó là biết ơn vì cuộc sống của thầy từ nhỏ đã khó khăn, và cái thời đó thì thầy cũng kiểu như là đôi khi cảm thấy rằng là những cái khó khăn đó nó rất là tại sao là mình lại gặp phải. Nhưng mà còn khi sau này khi mình trưởng thành, mình có trí tuệ, dạ, thì mình hiểu được là những cái khó khăn đó nó mới tôi luyện mình trở thành một con người như ngày hôm nay, thì mình phải biết ơn cái khó khăn đó. Và chắc chắn là nếu mà thầy không sinh ra trong khó khăn thì thầy không thể nào mà sâu sắc được, tại vì khó khăn và vươn lên trên khó khăn thì mới tạo ra những con người sâu sắc được. Dạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Nếu không biết là thầy có nhớ, thầy có biết thực hành cái lòng biết ơn nó từ khi nào không thầy? Thầy có lòng biết ơn từ nhỏ. Dạ. Và thì đó, nên là từ nhỏ thầy đã biết lòng biết ơn rồi, nên là bây giờ thầy được nuôi dưỡng nên một con người tuyệt vời như thế này. Ừ. Nên là cố gắng mọi người ạ, cố gắng thực hành lòng biết ơn càng sớm càng tốt. Thầy ơi, câu hỏi vừa giờ là câu hỏi cuối cùng mất rồi ạ. Em muốn hỏi dành thêm nhiều câu hỏi hơn cho thầy, nhưng mà tiếc là số lượng câu hỏi nó chỉ có như thế. Thì hẹn thầy ở chương trình tiếp theo em lại được hỏi thầy ạ. Và em cảm ơn thầy về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi những chia sẻ của thầy và Minh. Hy vọng những chia sẻ của thầy giúp các bạn có thêm những cái góc nhìn mới. Và mong rằng được các bạn có những góp ý cho thầy và Minh cũng như đội ekip của chương trình hoàn thiện hơn ở những chương trình lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ thầy cũng như Minh và chương trình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và đây là Become a Man in My Way số thứ 4.